Mến chào anh em chú bác, rất vui được gặp anh em chú bác trong video hôm nay. Thì hôm nay mình trưng bày ra những cái loại thuốc này. Thật sự là mình không phải là mình giới thiệu nói về thuốc nữa, mà hôm nay mình nói về những anh em chú bác đã tin tưởng và ủng hộ mình rất là nhiều, rất là lâu rồi, thậm chí mấy năm rồi, mấy năm nay luôn. Nhất là cái một anh ở Cà Mau ha. Anh này anh mua gà bên mình rồi anh ủng hộ thuốc bên mình rất là nhiều luôn. Rất là nhiều, mỗi một đơn vậy là anh lấy từ 5 bịch tới lên mỗi loại. Thì đợt này anh lấy rất là đầy đủ luôn, toàn bộ cái combo mà mình sử dụng trong quá trình cái chăn nuôi mình nó như của mình luôn. Cái này Mộc Long thì anh lấy 5 bịch ha, ADR 5 bịch và tình tệ. Do hiện tại là mình hết ADR về không kịp nên chỉ giao cho anh có một bịch thôi. Và men vi sinh thì anh lấy là hai bịch là do mình hết nha, thật sự là cũng 5 bịch luôn nhưng mà hiện tại đã hết. Và anh lấy thì lấy 5 bịch tổng hợp nha, 5 bịch tổng hợp gì nè, rồi và 5 bịch Malomid, 5 bịch Malomid luôn. Nói chung là cũng cảm ơn, một lời chân thành cảm ơn anh rất là nhiều. Anh đã tin dùng và sử dụng sản phẩm bên em rất là lâu rồi và ủng hộ gà bên em nữa, cái điều đó rất là quý. Thì anh em nào mà khi sử dụng sản phẩm bên mình á, mình rất cần một cái lời, một comment ở trong video để cho mọi người, những anh em cùng chăn nuôi với nhau để biết cái sản phẩm này, để sử dụng cái chăn nuôi của việc chăn nuôi của anh em á, nó sẽ thành công hơn, có đạt hơn. Và khi anh em sử dụng những cái sản phẩm bên mình á, thì mình luôn hướng dẫn và sử dụng trong cách, trong quá trình chăn nuôi luôn, có nghĩa là mình dùng thuốc như thế nào và cách đổ và cách dùng thuốc sao cho nó hiệu quả và nó đạt nhất. Thì cái đó là cái quyền lợi của những người, những anh em, những cô chú đã tin tưởng và ủng hộ mình khi sử dụng thuốc của mình thì an tâm. Khi thấy thắc mắc hay là mình chưa có rõ cái điều gì trong quá trình sử dụng thuốc hay là sử dụng như thế nào nó thì cứ liên hệ mình, thì cái điều đó để cho anh em nó đạt hơn. Tại vì mình đi trước cái chỗ là mình đã sử dụng từng loại sản phẩm và sử dụng như thế nào cho nó đúng cách đó, để đạt hiệu quả, chứ không phải mình dùng thuốc một cách là nó không có hợp lý thì nó sẽ không đạt hiệu quả. Thì bên mình thì không có bao dây ha, mình dùng thuốc mình không có bao dây, bệnh nào ra bệnh đó, đường ruột thì ra đường ruột, hô hấp thì ra hô hấp, khò khè thì ra khò khè. Thì cũng rất là nhiều cô chú anh em khi mà sử dụng những cái sản phẩm mua mà cái trường hợp mà gặp phải tình trạng là bao dây đó, hoặc là sử dụng những cái sản phẩm ở đâu mình không biết, nhưng mà khi nó không hết hay là gì thì đến với mình thì mình cũng hỗ trợ rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng không đạt thì nên loại trừ liền cái loại thuốc đó. Khi sử dụng một cái loại thuốc nào đó thì mình phải biết mục đích sử dụng nó là chuyên về tỷ cái nào, hiệu hô hấp hay là khò khè, thì nó sẽ đạt hơn là so với cách bao dây. Bao dây là nó có được cái gì thì mình xin nói thêm ở trong những cái video mình đã nói rồi. Bao dây là một cái gọi đó là mình không đoán được bệnh, thì người ta sẽ đưa nhiều loại thuốc, nhiều thành phần thuốc trong đó, chẳng hạn như vừa hô hấp vừa khò khè, nhiều thành phần thuốc, thậm chí có những loại thuốc khác hẳn với nhau để kết hợp với nhau. Thì cái trường hợp đó nó gọi là mình bao dây đó, mình không biết bệnh gà gì để cho nó điều trị nó hết. Nhưng thật sự á, thì nó có cái điểm hại á, là nó ảnh hưởng con gà rất là nhiều, ảnh hưởng con gà rất là nhiều, và thậm chí có thể hư con gà hoặc là hao hụt con gà luôn. Và nó sẽ làm cho cái chi phí mình rất là cao nữa, phải tốn nhiều tiền để mình mua loại thuốc. Theo gì mình đoán một loại bệnh mà mình trị đúng phù hợp thì chỉ cần một bịch thì có thể trị được cái bệnh đó rồi, không cần thiết phải bao dây nhiều loại kháng sinh dạ lại nha. Thì đó rất ảnh hưởng cho gà mình, và gà nó sẽ còi cọc không lớn và nó tai bọng nó không có tốt đâu. Thì cũng rất là nhiều anh em gần đây cũng có comment sử dụng bên mình gà nó mau lớn nè, khỏe mạnh, ăn nhiều, thì cái điều đó rất là quý anh em. Khi mà mình sử dụng nó đạt hiệu quả thì anh em cô chú cứ comment hoặc là bảo tin nhắn cho mình, cái điều đó là rất là tốt, để mình sẽ càng ngày cải thiện thêm và nâng cấp thêm cái chất lượng đến với anh em. Có nghĩa là mình phải theo sát anh em để mình điều trị nó hiệu quả như thế nào, để có cái hướng cái điều trị để cho nó anh em được thành công hơn. Thì mình đem cái trải nghiệm thành công của mình là sẽ chia sẻ cho anh em hết trong cái quá trình mình chăn nuôi. Tại vì hồi trước thật sự
mình cũng rất là khó khăn trong cái việc là chăn nuôi nha. Chăn nuôi rất là, chẳng hạn như mình tìm không một loại, khi mình bị gà mình bị bệnh đúng không, thì mình tìm để mình trị một cái loại bệnh đó nó không hết, và trị hoài nó không hết, rất là nản luôn, thậm chí rất là nản luôn, nhiều cái cũng đau đầu luôn. Khi tìm được những cái sản phẩm mà nó phù hợp và mình trị đúng cách thì nó sẽ hết, thì làm cho tinh thần mình nuôi nó rất là thoải mái ha. Bây giờ mình cũng không nói dài dòng nữa, giờ mình gói hàng. Thì những cái đơn hàng này, có đơn hàng này thì một bịch thôi, một bịch mọc lông thì là của anh khách này là mới mới sử dụng lên mình, ảnh còn ngại. Mình thì rất là thoải mái. Anh em nào mà chưa trải nghiệm thử thì cứ trải nghiệm thử, không cần thiết phải là mua số lượng nhiều đâu, mình cũng không khuyến cáo. Mua một bịch đi rồi trải nghiệm đi, tại vì thật sự sử dụng rồi mới biết. Nhiều khi mình nói quá người ta nói mình thuốc như thế nào, nhưng mình trải nghiệm đi. Thì đây là anh cũng ở Kiên Giang, ảnh mua mọc lông ha. Cái bịch này là nó 6 bịch, lần đầu thì ảnh mua cái mấy hai bịch hả, một bịch về quên rồi, nhưng mà lần này ảnh mua tiếp tục ủng hộ là 6 bịch, do sử dụng nó đạt hiệu quả thì ảnh ủng hộ thêm, ảnh mua tiếp 6 bịch. Thì đây là cái cũng là mình cũng chuẩn bị gói, thì cũng 6 bịch mọc lông luôn ha, 6 bịch mọc lông. Sáu bịch lông cái anh này thì ảnh mua trước rồi. Rồi anh mua tiếp ủng hộ, tại vì xài hiệu quả đạt thì anh mua ủng hộ. Như cái đơn hàng này thì ảnh mua nhiều, nhưng mà do mình hết ADO rồi hết men vi sinh nên mình chỉ gửi còn ít, thì đang tinh tình đang hàng đang về nên không kịp gửi, giờ mình gửi như cái hiện tại mình có. Còn mắm lông miết thì ADO tổng hợp thì mình còn đầy đủ, bây giờ mình gói hàng ha. Nên mình muốn chia sẻ để cho anh em nó nuôi công việc cái chăn nuôi của mình nó sẽ thành công hơn. Thì cái việc chăn nuôi thì nó cũng không khó lắm, nhưng mà quan trọng là cái mình sử dụng thuốc nó phù hợp. Sử dụng thuốc nó phù hợp và đúng loại thuốc thì nó sẽ gà nó sẽ khỏe mạnh và bình thường và nó mau lớn. Còn mình sử dụng mà thuốc không có phù hợp, không đúng á, thì nó sẽ ảnh hưởng gà rất là nhiều và nó tốn chi phí mình rất là nhiều. Thì khi anh em mình đã nuôi, xác định nuôi gà rồi thì mình cứ mạnh dạn đầu tư những cái sản phẩm nào mà đã đạt hiệu quả và anh em tin dùng sử dụng chất lượng á, thì mình cứ mua để dự phòng trong nhà, lúc nào cũng có thuốc. Khi gà bệnh á thì mình đưa thuốc vào sử dụng liền. Thì những cái thuốc bên mình chẳng hạn như nhất là thuốc má lông miết này, tổng hợp á, khi anh em dùng á, cái ngày thứ hai khi mà trường hợp mà gà mà chẳng hạn như mình thấy nó ăn ít hay là nó chậm chạp, nó không có được linh hoạt á, thì mình cứ mạnh dạn đưa thuốc vào đi. Cái ngày thứ nhất á thì nó ăn bình thường đúng không, mình trộn vào cái thức ăn. Thì cái ngày thứ hai, ngày thứ ba thì mình xách cái thùng đâu là con gà đi theo đó, nó dí mình luôn. Đó, là cái hệ tiêu hóa của nó sẽ tốt, nhất là cái mạch bịch má lông miết này ha. Thì cái bịch này á mình dùng trong cái trường hợp là phòng ngừa định kỳ, nó sẽ hỏa hơn không. Cái còn cái bịch tổng hợp này á thì mình dùng để dành sử dụng trong trường hợp đặc biệt thôi. Nói chung là đặc biệt á là gà mình nó thấy nó buồn nhiều hoặc là phát bệnh nhiều, phát bệnh mà thấy nó có hao hụt luôn, thì mình đưa này vào, hoặc là thời tiết khắc nghiệt á thì mình đưa này vào, hoặc là khò khè sổ mũi thì mình đưa này vào. Nó là chuyên trị về hô hấp, còn cái này nó chuyên trị về đường ruột, phân xanh khô chân ốm lườn rồi nói chung là đường ruột á, ăn không tiêu chướng nhiều thì mình dùng này. Này là phòng ngừa định kỳ, nó vừa tiết kiệm và nó lại dễ sử dụng, không ảnh hưởng nhiều. Tại vì nó chỉ có một thành phần và nó phù hợp cho gà, mỗi lứa tuổi gà. Nuôi gà thì anh em không có cần, nói chung là mình cũng không có khó gì nhiều, nhất là gà thả vườn ha. Bên gà lông, gà ấy thì nó cần hơi phức tạp cái giai đoạn ấp, trồng giống. Còn như mình nuôi thả vườn thì mình
mình dùng thuốc đúng và vaccine đầy đủ thì con gà nó mình không có lo gì nhiều đâu. Mình chỉ dùng thuốc rồi là con gà nó khỏe mạnh nè. À, chẳng hạn như khi mình cho ăn mình cứ để ý thôi, để ý gà mình mà thấy nó chậm chạp hơn bình thường là bảo đảm là con gà nó đã bị ảnh hưởng rồi đó, nó có bị triệu chứng của bệnh đó. Thì mình cứ thấy nó chậm chạp thì mình cứ đưa cái loại thuốc vô, kháng sinh vô, dưỡng ADE này kia vô từ từng hộp. Còn cái ADE mọc lông thì mình sử dụng tùy mục đích thôi, chẳng hạn như mình cần nó mọc lông hay là đang cắn mổ thì mình cứ đưa mọc lông vô, còn mình tăng sức đề kháng mình đưa ADE vô. Còn ba cái hàng đó đều tổng chung được, ADE, mọc lông, men vi sinh đều tổng chung được ha. Rồi mình gói xong một đơn hàng thì còn đơn này giờ mình sẽ gói tiếp, còn đơn này 6 gói mình sẽ gói tiếp nha. Giờ mình xin tạm dừng video và mình sẽ gói tiếp đơn hàng và mình sẽ lên đơn gửi đi nha. Thì trong những ngày lễ này có thể đơn sẽ chậm hơn 1-2 ngày đấy. Thì thôi, cuối video mình cũng chân thành cảm ơn anh em chú bác đã luôn ủng hộ qua những sản phẩm của mình. Nếu anh em có chú bác nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận những video sớm nhất mình tả lên ha. Và nhớ cho mình một like. Nếu anh em chú bác nào mà thấy sử dụng sản phẩm bên mình rồi và đang dùng hoặc là chuẩn bị dùng mà thấy nó hiệu quả, hoặc là đang dùng rồi mà thấy hiệu quả thì anh em hãy chia sẻ và cho những người cùng chăn nuôi để trong cái việc chăn nuôi của mình được thành công hơn. Thành công của mình thì cũng chia sẻ đến anh em thì sẽ thành công đến em. Khi anh em mà chia sẻ một cái thành công của anh em cho một người khác cách sử dụng hoặc là cách chăn nuôi thì bảo đảm với anh em là anh em sẽ thành công và anh em sẽ góp rất là nhiều sáng tạo trong việc chăn nuôi. Thì cái đó cái gọi là sự liên kết với nhau để khi mình giao lưu chia sẻ đó, thì mỗi người có một cái bí quyết và một cái gọi là gì, kinh nghiệm riêng. Khi mình chia sẻ thì người kia sẽ chia sẻ cho mình, thì cái đó sẽ tạo thành công cho anh em rất là nhiều và cũng tạo thành công cho mình rất là nhiều. Chúng ta cùng nhau chăn nuôi để thành công hơn. Mến chào tạm biệt mọi người.